muốn thoát khỏi căn phòng thì phải cho cái dung dung. Bức thư gaming này, xin chào các bạn. Hôm nay mình tìm thấy một game mà có cái tựa đề làm cho mình cảm thấy có hứng thú các bạn ơi. Cho nên chúng ta sẽ vào chơi thử chứ. Không biết cái vuông vuông này là cái gì nữa. Rồi, chúng ta vào để xem nhé. Game này thì có yếu tố gọi là kiểu như hơi bị máu me, cho nên là cẩn trọng trước khi chơi. Nhưng mà nghe nói là không có hình ảnh gì cả các bạn ơi, chỉ có những cái từ ngữ mà nó gợi tả nên cái hình ảnh đó thôi. Khi tôi mở mắt ra thì tôi đã ở đây. À thế? Đây là đâu vậy? Tại sao mình lại ở một nơi như thế này? Tỉnh dậy rồi sao? Dù nói như thế thì đây vẫn là trong giấc mơ vậy. Chúng thay chấm hỏi. Yeah. Cái gì đây? Là ai? À, mình quên giới thiệu tên của nhân vật chính các bạn ơi. Đại gia đó đã hiện ở đây rồi. Tên của nhân vật chính có vẻ là Mami các bạn. Còn cái con này vẫn chưa biết tên là gì cả. Tôi à, tôi chính là ma vật sống trong giấc mơ. Hóa ra con này là ma vật các bạn ơi. Ma vật. Tôi xuất hiện ở đây là để ăn thịt bạn. Cái lời thoại rất là buồn cười. Ăn thịt. Nhưng mà nếu mà ăn thịt một cách bình thường thì tội nghiệp cho bạn quá. Bạn cũng muốn có cơ hội được sống mà nhỉ. Cho nên là chúng ta hãy cùng chơi một game, liệu xem bạn có thể sống đến cuối cùng hay không. Game. Đúng vậy, luật chơi rất là đơn giản. Ở căn phòng này thì có 3 cánh cửa. Trong một trong những cánh cửa này sẽ có viết những cái món đồ mà bạn phải dâng lên. À, bây giờ mình đã hiểu cái vuông vuông là gì rồi. Hóa là dâng những cái món đồ mà viết trên cánh cửa. Ở phía trước của một cánh cửa thì có một con ma vật đợi bạn ở đấy. Hãy cho nó cái vật mà viết trên cánh cửa. Nếu mà làm như vậy thì bạn sẽ có thể đi đến căn phòng tiếp theo. À, có tổng cộng là 5 con ma vật à. Bạn hãy đưa một phần của bạn cho chúng. Và nếu đến được căn phòng cuối cùng thì bạn sẽ quay trở về thế giới hiện thực. Phải quay đã. Cái này là một phần của bạn, đó là cái gì đây? Một phần à. Không biết đây là cái gì đây, nói về mặt tinh thần hay là về mặt thể xác đây. Nhưng tiện thì đó, chiến thắng được game này. Giờ cái vật mà bạn đưa cho giữa con ba vật, nó sẽ quay trở về với bạn. Vì vậy mà hãy yên tâm đi. Chẳng thể nào yên tâm được. Nhưng mà nếu mà bạn hết thể lực trước khi thoát khỏi đây thì bạn thua. Và những phần còn lại sẽ bị tôi ăn. Nhưng tiện thì một khi đã vào căn phòng thì không thể quay trở lại được. Hãy suy nghĩ rồi quyết định đi. Ở phía trước hiện ra 3 cánh cổng. Nào, Game Star. Mọi thứ quá nhanh đi, cho nên là tôi chẳng hiểu gì cả. Nói chung là như thế nào? Tôi sẽ bị ăn thịt sao? Nhưng mà dù nói là ăn thịt đi chứ nữa thì đây là một giấc mơ cơ mà. Cái gì? Tưởng đây chỉ là một giấc mơ cho tôi không sao à? Ôi, nở một cái nụ cười rất là gian ác lên rồi kìa. Nếu mà ngồi ở đây
thì sẽ không thể nào tỉnh dậy khỏi giấc mơ. À, dù sao đi chăng nữa thì cũng tùy thuộc vào bạn thôi. Chấm chấm chấm. Những gì đang diễn ra ở đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ thôi. Dù thắng hay thua thì rất có thể mình sẽ quay trở về nơi cũ được. Nhưng mà ở trong giấc mơ thì tại sao mình lại có thể ý thức được xung quanh cách rõ ràng như vậy chứ? Nếu thế giới này ảnh hưởng đến đời thực thì chỉ có suy nghĩ như vậy thôi cũng khiến mình phải thận trọng lựa chọn rồi. Rồi, chúng ta cần phải suy nghĩ làm như thế nào đó để mà lựa chọn những cái vật mà dâng lên cho mấy con ác ma, mà để mấy con ma vật và để không bị mất hết toàn bộ thể lực. Rồi, có thể xếp từ ở màn hình bên dưới được. Mình nên vào các phòng nào đây? Ôi! Khoan đã. Xếp lại chiếu cho các bạn. Có vẻ thú vị đấy. Đầu tiên là chúng ta dâng tóc. Tiếp đến là tim. Và cuối cùng là cái tên. Tóc thì không nói đi. Tóc thì dâng cũng được. Nhưng mà tim thì chắc chắn là ngỏm ngay tại chỗ rồi. Còn cái tên thì mình không rõ là khái niệm gì đây. Mất đi cái tên thôi à. Đâu, bây giờ mình cảm thấy rất là tò mò cái việc mất đi cái tên. Tại vì đây là cái vật mà nó không ảnh hưởng gì đến cơ thể nhất ở vị trí hiện tại. Nhưng mà biết đâu nó lại liên quan đến linh hồn thì sao? Khó lựa chọn nha. Nhưng mà trước hết là mình cứ chọn thử cái tên đi. Tôi đã vào căn phòng mà nó có đệ chữ là tên. Ồ, xin chào. Một khi đã vào căn phòng này thì tôi sẽ lấy đi cái tên của bạn. Lấy đi cái tên tức là sao? Đúng vậy vậy. Mà nó cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Chỉ là không nhớ được tên của bạn thân mà thôi. Vậy thì tôi xin nhận cái tên đi. Vào khoảnh khắc đó, trong ký ức của tôi mất đi một cái gì đó. Nghe thấy tiếng mở của cái cửa. Vẫn còn hai căn phòng nữa. Ê, chân. Thị giác. Thị giác đúng rồi. Và giọng nói. Ê, sao tự nhiên lựa chọn nó khó đi như vậy chứ? Mấy đã tự nhiên lựa chọn này nó rất là khó các bạn ơi. Mất đi chân thì chúng ta không thể đi tiếp được này. Mất đi thị giác thì chúng ta không nhìn thấy đường. Mất đi giọng nói thì không thể nói chuyện được nữa. Tôi tạm thời thử giọng nói nha. Có tổng cộng 5 căn phòng mà bây giờ mình đang ở căn phòng thứ 2. Vẫn có cơ may là mình có thể thoát ra được khi mà không có giọng nói. Tôi đã đi đến căn phòng có chữ giọng nói. Xin chào. Vào căn phòng này thì tôi sẽ dẫn giọng nói của bạn. Hiểu rồi. Vào khoảnh khắc đó, tôi không thể nói được nữa. Cái cửa đã mở. Bây giờ nên vào căn phòng nào đây? Thị giác, ký ức và linh hồn. Ôi, khoan đã, nó lại. Để mình xếp lại nhé. Mình nghĩ là ký ức thì mình sẽ không nhớ được là tại sao mình lại ở đây. Linh hồn thì chắc chắn là hẹo luôn. Còn thính giác thì vẫn có thể gọi là nhìn chữ được các bạn ơi. Đúng thật là nếu hồi nãy mình chọn thị giác là không thể nào biết được trên cái cửa nó ghi cái gì cả. Rồi, thính giác. Tôi đã chọn căn phòng có thính giác. Xin chào. Vào căn phòng này thì tôi sẽ giữ tính giác của bạn. Rồi, bạn thì bắt đầu thôi. Vào khoảnh khắc đó tôi không còn nghe thấy gì nữa. Cửa đã mở. Rồi, thật sự là không nghe thấy gì hết các bạn ơi. Nên vào căn phòng rồi đây. Ê! Thứ nhất là máu. Máu này không biết là máu gì đây, hết toàn bộ máu rồi. Xếp lại cái nhớ. Tiếp theo là cái cổ, tức là cái đầu.
Và cuối cùng là lưỡi. Máu thì chắc chắn là gợm rồi. Mình không biết là đây là nó bao nhiêu, phạm trù bao nhiêu. Nó chỉ một cc thôi thì không sao cả. Lưỡi chứ. Mình nghĩ chắc chỉ có lưỡi thôi. Mà lưỡi thì nó chảy máu ra. Thử lưỡi đi. Tôi đã chọn căn phòng có viết lưỡi. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là căn phòng thứ tư rồi các bạn. Chỉ còn một vật nữa thôi. Ê, con ma vật đang cái lưỡi của tôi. Từ miệng máu tràn ra. Và khiến cho cổ họng tôi bị nghẹt. À. Hả? Tiếng lấy máu. Tôi đã gọi là chọn căn phòng có ghi máu. Rồi. Con ma vật cắn vào tôi. Và nó hút hết toàn bộ máu. Bộ này rất là bức dậy các bạn. Chọn cái gì nó cũng không ổn cả. Cỏ. Căn phòng có ghi cỏ. Rồi. Xong bị cắn vào cỏ. Để chọn cái gì cũng thất bại cả. Vậy là mình phải làm lại từ căn phòng ở phía trước à. Nếu mình chọn ký ức thì sao? Thử nhá. Quay game này nó khó hơn mình tưởng rất là nhiều. Cứ tưởng là qua được căn phòng trước là sẽ không sao cả. Nhưng mà không đúng như vậy. Tại vì mình không nghe thấy gì hết chăng. Cho nên là nó gian lận. Xin chào. Vào căn phòng này thì tôi sẽ dẫn ký ức của bạn. Bạn sẽ chỉ quên đi một chút thôi. Cho nên là không sao đâu. Và khoảnh khắc đó một phần ký ức của tôi đã biến mất. À, một phần ký ức thôi à. Rồi, nên vào căn phòng rồi đây. Hả? Mày đã lựa chọn nó không khác gì cả. Rồi hết cái xếp rồi. À, xem nào. Bây giờ mình tiếp tục chọn ký ức được. Nhưng mà đây là căn phòng thứ tư rồi các bạn ơi, chỉ còn một căn phòng nữa thôi. Tôi là chọn căn phòng có ký ức. Xin chào. Vào căn phòng này tôi sẽ giữ ký ức của bạn. Chỉ một chút thôi, không sao đâu. Vào khoảnh khắc đó phần ký ức của tôi đã tan biến. Cửa, tôi nghe thấy âm thanh mở cửa. Hồi nãy là đã không ghi âm thanh mở cửa chứ. Mình nên vào căn phòng nào đây. Quay lại tiếp tục ký ức nữa thì hơi bị căng nhá. Cái ật dưới này là gì đây? Thận hay là gì à? Mình không biết thận hay là tụy nữa. Để mình ra tra một tí nhé. Có khi nó là tụy các bạn ơi. Vâng, mình đã quay trở lại. Cái từ này đúng thật là tụy các bạn ơi. Thì mình không nhớ cách đọc của nó cho lắm. Cho nên là mình không rõ nó có phải đúng là từ tụy thật không. Nhưng mà hóa ra từ tụy. Rồi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái ở chính giữa mà nếu mình chọn ký ức thêm một lần nữa thì nó sẽ không ổn. Mà chọn răng thì sao đây? Có vẻ như răng là ổn nhất nhỉ? Nhưng mà răng nó bứt ra thì máu cũng vẫn chảy. Rất là ghê. Thôi thử răng nhá. Tôi đã chọn căn phòng có viết chữ răng. Xin chào. Vào căn phòng này tôi sẽ lấy răng của bạn. Con ma vật đã bứt bốn cái răng cửa của tôi. Tiếng mở cửa. Ê, từ miệng có vị máu. Rồi, mau thoát khỏi đây thôi. Ê, có vị máu tức là giống như hiện thật vậy các bạn ơi. Có cái gì hết ở đây cả. Căn phòng này không có gì cả. Xin chúc mừng bạn. Bạn đã vượt qua được những căn phòng. Và đưa một phần của bạn cho những cái con cho năm con ma vật. Bạn đã thắng. Nếu mà đi đến phía trước thì bạn sẽ trở về thế giới của mình. Bạn đã vất vả rồi. Ê, chấm chấm chấm. Có đúng thật không? Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm ở trên giường trong phòng mình. Con ma vật đấy nói đúng, mọi thứ đã trở về nguyên vẹn. Nhưng mà đó thực sự chỉ là một giấc mơ thôi sao? Hay là...
Ê. À, có vẻ như là chạy thoát rồi nhỉ. Tôi cũng muốn thử một chút. Nhưng mà hãy tìm mà thôi kệ đi, hãy tìm đối tượng tiếp theo. Mình thực sự thoát được rồi các bạn ơi. Chúc mừng bạn đã hoàn thành cái game này. Có vẻ như cái con ma vật đó thật sự là muốn ăn thịt cái cô bé này. À, có tổng cộng 3 cái cách để mà chúng ta có thể thoát được các bạn. Rồi, tác giả bảo là hãy thử những cái khác xem như thế nào. Chứ khách là mình cảm thấy khá là tò mò cái ký ức này. Nếu mình chọn ký ức thì nó sẽ như thế nào? Xin chào, vào căn phòng này tôi sẽ nhận ký ức của bạn. Vào khoảnh khắc đó, toàn bộ ký ức của tôi đã mất hết. Tôi là ai? Và từ trước đến nay đã làm gì? Tôi chẳng còn nhớ gì cả. Tôi chỉ có đứng ở đó thôi. Đúng thật là mất hết ký ức thì nó là như vậy rồi. Thế thì thận thì sao? Tụy chứ nhầm. Rồi, nó nhận tụy của mình. Và tự nhiên là như vậy rồi. Nó cắn vào mình rồi. Bị ăn tụy luôn. Giống như là cái tựa đề kia vậy. Mình nghĩ rằng là tóc. Bây giờ mình đã quay lại các căn phòng đầu tiên rồi. Nếu mà cho đi tóc thì sẽ như thế nào? Tôi đã chọn căn phòng có kiểu tóc. Xin chào. Hy vọng nó không bứt tóc của mình ra mà để cho da đầu chốc ra nhé. Vào căn phòng này tôi sẽ chọn tóc của bạn. Nó phải cho hết toàn bộ tóc à? Không, tôi rất là tốt bụng cho nên chỉ lấy một cọng là đủ. Tốt quá, tôi đã cho ma vật một cọng tóc. Rồi, có tổng cộng 3 cái cách để thoát. Mình nghĩ là đây chính là cái cách đầu tiên này. Ồ, nó đã thay đổi rồi. Bây giờ mình sẽ xếp lại ở cái thứ ô thứ hai. Cái này, cái đầu tiên là giày. Cho giày thì chắc chắn là không sao rồi. Nhưng mà cho móng thì sao đây? Không biết nó có tốt bụng mà nó chỉ bứt một chút cắt móng giùm mình. Nó chỉ lấy cái phần ngọn của cái móng mọc dài đó thôi hay sao? Và cuối cùng là cái là gì ta? Lý trí à? Cảm thấy tò mò quá. Nếu mà cho nó lý trí thì sẽ như thế nào đây? Tôi đã vào căn phòng có viết chữ lý trí. Xin chào. Tôi sẽ dựng lý trí của bạn. Nếu mà cho lý trí rồi thì tôi sẽ như thế nào? Bạn sẽ hiểu ngay thôi. Tôi đã nghe thấy âm thanh mở cửa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tôi không hiểu được cái tình hình này là cái gì và trở nên panic. Phải nhanh chóng chạy thôi. Tôi không đọc những cái gì ý ở trên cửa và nhanh chóng đi vào cái căn phòng. Phải chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Và ở đó, tôi đã bị ăn mất tay. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Tôi không nhìn cửa và tiếp tục mở ra. Tôi chỉ có thể suy nghĩ đến cái việc chạy mà thôi. Ở đó tôi đã bị ăn mất hai cánh tay. Và rồi trước mắt tôi trở nên tối sầm. Wow, có vẻ khá là kinh đấy. Cái việc mà cho hết lý trí đi. Tiếp theo là móng nhá. Mình nghĩ là cho giày thì nó sẽ có thể thoát ra được đấy. Nhưng mà móng đi. Tôi đã vào căn phòng có viết chữ móng. Xin chào. Vào căn phòng này thì tôi sẽ nhận bóng của bạn. Không lẽ gỡ hết toàn bộ móng của tôi sao? Tất nhiên là như thế rồi. Hả? Làm ơn hãy dừng lại đi.
Dù có nói như vậy đi nữa, làm ơn cắt ra vậy. Ma vật đã cắn cái đầu móng tay của tôi. À, con này có vẻ tốt bụng các bạn ơi. Tốt quá. Ma vật tiếp theo không dễ thương và đáng yêu như tôi đâu đó. Yên tâm thì chỉ được bây giờ thôi. Cái con ma vật này nói cái quái gì đó. Rồi, bây giờ thử vào cái căn phòng khác xem sao. Khoan. Mình thấy có một cái lựa chọn mà nó kiểu khá là tò mò nhá. Đầu tiên là mình cho trí khôn. Cho trí khôn thì sẽ như thế nào đây? À, tiếp đến là cho vị giác. Không phải. Cảm giác đau đớn. Và tiếp đến là não. Mình cảm thấy khá tò mò với trí tuệ. Cho não thì chắc chắn là nó cắn vô đầu mình rồi. Quá hiểu rồi. Nó cho đi trí khôn thì sẽ như thế nào đây? Xin chào. Và căn phòng đây tôi sẽ chọn trí khôn của bạn. Nếu mất đi trí khôn thì tôi sẽ như thế nào? Bạn sẽ không thể đọc được chữ và không thể hội thoại được. Như vậy khá là khó đây. Tôi nhận đây. Nghe thấy âm thanh mở cửa. Rồi bây giờ mình sẽ không biết căn phòng nào là căn phòng nào nữa. Wow. Nhưng mà mình nghĩ ra nếu mình chọn đúng thì mình có thể thoát được đấy. Không biết là gì nhưng mà cứ chọn đại đi. Tôi đã vào phòng. Ba-ba-ba-pe. Nó cắn nát cổ luôn. Chọn cái giữa xem. Tôi đã vào phòng ở giữa. Rồi, có khi nào bọn này nó lừa mình không? Bao căn phòng đó tôi sẽ cắn mình. Nó cắn vào mặt. Rồi nó cắn vào hai mắt. Ôi giời ơi. Và tôi không thể chịu được đau nữa cho nên đã gã xuống chỗ đó luôn. Tụi này gian lận nhá. Nếu mà vào căn phòng này vẫn ngợm thì tụi nó gian lận chắc rồi. Ta. Nó cắn vào da. Và sau đó nó ăn hết luôn. Bị lừa rồi các bạn ơi. Bị lừa thật sự rồi. Nếu mà cho não thì sao? Cho não thì mình hiểu là chắc chắn nó cắn vào đầu rồi. Chứ không có cách nào khác nữa. Tôi ăn não của bạn đây. Đúng thật, nó cắn vào đầu luôn. Cái này nó không khác gì so với cái trí tuệ cả. Vậy chỉ có cái cảm giác đau nữa thôi. Tôi đã vào căn phòng có viết cái chữ cảm giác đau. Mới đi cảm giác đau rồi thì nói chung là bị chảy máu không phát hiện ra cũng khá là nguy hiểm. Xin chào. Vào căn phòng này bạn sẽ bị mất đi cảm giác đau đớn. Có nghĩa là tôi sẽ không cảm thấy đau nữa sao? Đúng vậy. Nhưng mà không cảm thấy đau nữa thì bạn sẽ không thể nào mà gọi là kiềm lực được. Hãy cẩn thận nhé. Rồi, nghe tiếng mở cửa rồi. Nên chọn căn phòng đâu đây? Đây. Mình nghĩ cái này khá là quan trọng. Một là xương, hai là mắt, và ba là da. Và chính là ba cái hồi nãy luôn ấy các bạn. Nhưng mà bây giờ mình không còn cảm thấy đau nữa, cho nên là rất có thể là mất đi da cũng không sao cả, hoặc là mất đi mắt cũng chẳng sao, thử xem nhé. Mất đi da xem sao. Chào. Và căn phòng này tôi sẽ nhận da của bạn. Da tức là chỉ một phần thôi, đúng không? Không được. Tôi sẽ nhận hết toàn bộ. Itadakimasu. À, nó cắn vào da của tôi. Và tôi bị ăn lục. Hả? Con này nó chết lợn các bạn cơ đó. Da nhưng mà nó ăn luôn thịt. Mắt thì sao? Mấy xương là coi như là tàn rồi. Tôi đã vào căn phòng có viết chữ mắt. Xin chào. Vào căn phòng đây tôi sẽ giữ mắt của bạn. Làm ơn đấy, hãy lấy một mắt thôi.
Nếu mà lấy hết hai mắt thì tôi sẽ không nhìn thể nhìn thấy đồ được nữa. Mà sao cũng được. Vậy thì tôi nhận đây. Ma vật đang mắt phải của tôi. Cửa mở. Cảm giác đau đã bị mất đi cho nên tôi không cảm thấy đau. Nhưng mà máu thì đang chảy. Và nhanh chóng hành động thôi. Nào căn phòng cuối cùng. Ủa chứ phải căn phòng cuối cùng à. Nên xếp ở đâu đi? Xếp ở cuối nhá. Dù sao mình cũng đã qua được cái chỗ cuối rồi. À, lưỡi này, chân và ngón tay. Trong đây thì chỉ có ngón tay là ít nhất thôi, ít thương tích nhất thôi. Chân thì không đi được nữa. Tôi đã chọn căn phòng có viết chữ ngón tay. Xin chào. Vào căn phòng này tôi sẽ nhận móng tay của bạn. À, ngón tay của bạn. Có nghĩa là tôi phải cho hết toàn bộ ngón tay sao? Không. Tôi là ma vật tốt bụng cho nên là tôi chỉ ăn ngón tay nào mà bạn quyết định thôi. Kết cục vẫn ăn sao? Vậy thì hãy ăn ngón út của tôi đi. Rồi, cửa mở rồi. Vẫn còn sống rồi đúng không? Rồi, không còn cánh cửa nào cả. Chúc mừng bạn, bạn đã gọi là thành công trong việc đưa những cái phần của bạn cho mấy con vật vật. Cái này giống hồi nãy các bạn ơi. Bạn đã thắng. Rồi, chúc mừng bạn. À, và là cái này nó không khác được các bạn ơi. Mình vẫn có thể thoát được. Rồi, khi mà tôi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong phòng của mình. Như con vật vật đó nói thì mọi thứ đã trở lại như cũ. Đó thực sự chỉ là một giấc mơ thôi sao? Mình cảm thấy sợ hãi. Và đây là về con ma vật cái này. À, kết cục đã chạy mất rồi sao? Dù chỉ một chút, tôi muốn thử vị của cô bé đấy. Mà thôi sao cũng được tìm mục tiêu tiếp theo thôi. Vật. Có vẻ như là nếu mà mốt gặp những cái mà nó giống như vậy thì mình cũng nên tìm cách dịch khác mà cùng ý nghĩa. Như vậy nó sẽ vui hơn. Rồi, vẫn còn một cách để thoát ra được các bạn ơi. Mình vẫn muốn thử tiếp. Còn cái nữa. Mình nhớ không lầm là hồi nãy là cái chỗ này mình chọn móng này. Nhưng mà bây giờ nếu mình chọn giày thì sao? Không biết là cô bé này có mang giày không? Tôi đã chọn căn phòng có chuyện giày. Xin chào. Và căn phòng đây tôi sẽ chọn giày của bạn. Tất nhiên là cả hai nhé. Nhận giày của tôi để làm gì cơ chứ? Tất nhiên là để ăn rồi. Một cái đẳng cấp của sự biến thái mới các bạn ơi. Ăn giày của nữ sinh. Không biết là cô bé này là tiểu học hay là trung học đây. Ế, tôi không muốn cho nó chút nào cả. Nhưng mà cũng quyết định là đưa luôn. Rồi, cửa đã mở. Tiếp theo là gì đây? Đừng nói là trang phục nhá. Tay. Cái áo ở trên, cái áo khoác. Và trí tuệ. Chí khôn. Rồi, mình đã đoán đúng các bạn ơi. Nó bắt đầu gọi là cởi từng cái món trang phục ở trên người của bé rồi. À, cái áo ở trên. Tôi đã vào căn phòng có viết chữ áo ở trên. Xin chào. À, vào căn phòng này thì tôi sẽ dựng cái áo khoác ở trên của bạn. Không lẽ là ông định ăn nó sao? Tất nhiên rồi. Tôi đã cho ma vật cái áo. Cửa mở. À, tiếp đến được nó là đây váy. Và cái phòng nào đây? Ok, tất nhiên là không rồi. Và đây là... cái này là cái chữ gì ấy? Và là tại sao mình lại không đọc được? Cái này có phải là cái... Thôi, tóm lại là để mình ra cha cái từ này cái. Rồi, mình đã nhớ ra rồi các bạn ơi. Cái từ này là ruột non và ruột già, kiểu như vậy. Để nó ăn ruột hồi nãy đang là quần áo, đang gọi là một cách gọi rất là tự nhiên. Nhưng mà bây giờ tự nhiên nó thành ruột các bạn. Là coi như ngõm rồi còn đâu nữa.
Mà ruột non thì để xem thôi. Thử chứ. À, mình đã xếp là chưa thôi. Xếp ở cuối đi. Ruột non. Nhưng mà nó phải cắn vô người của mình đúng không? Vậy là cái này bí biết rồi, còn gì nữa. Vào căn phòng này thì tôi sẽ nhận ruột non của bạn. Ta đã keep it. Rồi xong, nó cắn rồi. Đã bị ăn ruột non. Đùa, vậy là gỡm rồi còn đâu nữa. Chọn cái gì cũng vậy thôi, tim cũng vậy thôi. À, nhận tim. Đấy. Vậy có vẻ khó nhá, không biết là cái cuối cùng là cái gì nhá. Ruột thì chắc chắn là gợm rồi. Rồi thật sự là không sống được luôn các bạn rồi. Không có cái lựa chọn nào mà khiến chúng ta có thể sống được cả. Cái này là hồi nãy là mình đã chọn rồi này. Cái chỗ này là cho trí tuệ thì sẽ không thể nào mà đọc chữ được nữa, không thể nào hội thoại được luôn. Cho cái áo trên là an toàn nhất, nhưng mà chỗ này biết đâu khi mà cho trí tuệ nó lại khác. Mà nếu mà cho cánh tay thì sao đây? Rồi, và căn phòng cho cánh tay, tôi sẽ nhận cánh tay của bạn. Họ bị ăn hết hai tay luôn rồi. Cửa vẫn mở. Tôi không chịu được cơn đau nữa. Bó tay luôn. Tất nhiên là như vậy rồi. Chứ giờ sao nữa, mất đi tay thì tất nhiên là đau rồi. Trí tuệ sao? Biết đâu ở chỗ này mình chọn trí khôn là chính xác. Rồi không đọc được chữ, không hội thoại được nữa. Cái quan trọng tiếp theo đây là cái gì này? Quay quay quay. Hồi nãy nếu mình nhớ không làm là kiểu ở trên nó sẽ là ruột đúng không? Ê, nó cắn cổ. Cái bọn này nó khốn nạn các bạn ơi. Mình nghĩ là mình có chọn cái gì nó cũng vô ích thôi. Bị lát rồi. Vâng, mình đã quay lại cái chỗ mà hồi nãy cái lượt đầu tiên ấy, mình chọn ký ức. Mình chọn ký ức đây. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử chọn máu nha. Tôi đã vào căn phòng có viết máu. Xin chào. Vào căn phòng này tôi sẽ lấy máu của bạn. Cái gì? Tôi cố gắng vung tay để cho biết là lấy một ít thôi. Thật sự thì tôi muốn hút hết toàn bộ máu của bạn, nhưng mà không có cách nào khác nữa. Con ma vật đã cắn mình một tí và nó bắt đầu liếm cái máu chạy ra từ cái vết cắn đấy. Nghe tiếng mở cửa rồi. Có một chút đau nhưng mà vẫn có thể cử động được. Đây là căn phòng thứ tư. Ôi khoai đã. Cái gì thế này? Mình đã loát nhầm rồi. Rồi đáng lẽ là mình phải xếp cho mình tự nhiên mình loát. Đầu tiên là cái này là tụy này. Trang phục. Và trang phục nhưng mà ghi bằng chữ katakana, tức là sao đây? Trang phục ghi bằng chữ katakana thì sẽ như thế nào? Rồi lên vào căn phòng có viết chữ phục cư. Không rõ đây là có phải trang phục không. Xin chào. Và căn phòng này tôi sẽ lấy phục cư của bạn. Cư là trang phục. Phải nhắc trước là hồi nãy ở căn phòng trước có hai chữ trang phục. Nhưng mà ý nghĩa của nó khác đấy. Khác là khác chỗ nào đây? Nhưng tại thì căn phòng này có ý nghĩa là trang phục. Đúng rồi, cái này trang phục. Đúng các bạn ơi. Vậy thì cái kia là gì? Không biết căn phòng còn lại có ý nghĩa gì nhỉ? Tôi đã cởi trang phục ở trên ra đưa cho con ba vật. Rồi mình cảm thấy tò mò nhá.
Rồi chúng ta thoát ra được rồi sao? Không có gì ở phía trước cả. Ồ, mình tìm được cái lối thoát thứ ba rồi các bạn ơi. Hóa ra là chương máu. Tại vì có một cái nào đó mình nhớ là mình chọn thì nó hút hết máu của mình luôn. Hình như là mất đi thính giác thì phải. Thì nó sẽ là hút hết máu của mình. Không biết là chọn cái gì mà. À, không biết là nó nói cái gì, đúng rồi. Rồi rồi rồi. Bạn đã thắng. Hey, mình cuối cùng đã thoát ra được bằng cái đường thứ ba rồi. Cảm thấy rất là thoải mái. Tỉnh dậy ở trên giường. Cái đại này cũng không có gì thay đổi cả. Rồi chạy mất rồi. Mình đang tò mò. Đợi khoai đã. Để coi hết xem có cái gì không. Mình đã gọi là thắng được 3 lượt đấy. Oh, chúc mừng bạn đã lên được. À, không gì thay đổi chỗ này cả. Mình đang tò mò là quý cái Phật cư kia là cái gì. Đây, cái chữ Phật cư ở giữa này. Không phải là trang phục thì là cái gì. Đó vào cái phòng viết chữ Phật cư. Chỗ này ghi bằng chữ Hiragana. Xin chào. Vào căn phòng này tôi sẽ lấy cái đó của bạn. Và Phật cư thì ở dưới, ở trước căn phòng nó có ghi hai cái. Nhưng mà chí nghĩa nó khác nhau. Nhưng tại vì căn phòng này là là cái bụng các bạn. Hóa ra là như vậy. Hoài, cái con này rất là khốn nạn. Rồi, vậy là game đến đây kết thúc nhé các bạn ơi. Có thể quay trở lại màn hình được không? Rồi loại game. Vâng, vậy là chúng ta đã hoàn thành được game này. À, không ngờ là nó lại thú vị hơn mình nghĩ rất là nhiều các bạn ơi. Game này nghe nói là chỉ làm trong 4 ngày thôi, cho nên mình nghĩ là chất lượng của nó cũng tầm trung thôi. Nhưng mà hóa ra nó lại có những cái lựa chọn thú vị đến như vậy. Chúng ta phải gọi là dâng những cái phần mà ở trên người để mà thoát ra khỏi cái căn phòng này. Thoát ra khỏi cái giấc mơ. Nhưng mà những cái cảm giác đau đớn là có thật các bạn ơi, cho tôi không rõ đây là giấc mơ gì. Và nói chung là nó rất là thú vị ở cái điểm là phải suy luận để mà tìm cách thoát ra ấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video thì nhé. Nếu mà các bạn thích mình chơi những game như thế này thì hãy bình luận bên dưới cho mình, sẽ cố gắng tìm thêm những cái game và kiểu suy luận như thế này nữa. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.